chi tiết hơn một chút nhé. Ok. Cẩn thận. Cậu có sao không? Dạ không sao ạ. Cảm ơn cậu nhé. Dạ không có gì ạ. Máy xong. Máy đi. Máy chạy. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Bên em thấy chưa rõ chi tiết của đồ đâu. Anh cho tao bóc của em. Cẩn thận.